Quý tháng tư âm lịch sắp tới, bốn con giáp này gặp phải đại hạn, đen như mực, sự nghiệp lao đao, tiền bạc tiêu tán. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi năm trôi qua là mỗi một hành trình mới sẽ được bắt đầu, cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Thái tuế là một trong những chòm sao có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh của con người. Chẳng vậy mà bất cứ tuổi nào gặp phải sau này đều có biến cố. Và trong thời điểm cuối tháng 4 sắp tới, xin được chia buồn với con giáp tuổi Tỵ là con giáp đen đuổi tận mạng, gặp phải cục diện tương phá thái tuế, khiến cho vận trình đi xuống rất nhiều, đại hạn triền miên, cuộc sống vô cùng thăng trầm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này không chỉ có riêng mình tuổi Tỵ gặp khó khăn, mà còn có 3 con giáp khác cũng đen đuổi không kém. Vậy đó là những con giáp nào? Làm sao để hóa giải, thay đổi vận mệnh và làm sao để biến hung thành cát? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tỵ. Xem tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Tỵ cho thấy vận khí của mệnh chủ trong cuối tháng khá yếu ớt, ám tàng nhiều hung hiểm, bản mệnh có thể sẽ đương đầu với không ít trở ngại. Cho nên dù làm bất cứ việc gì, bản mệnh cũng tuyệt đối không được khinh suất, lấy ổn định làm trọng để chờ thời cơ tốt. Thời gian này có nguyên lệnh lâm đất thai, đã vậy lại bị thái tuế chiếu mệnh, cho thấy hy vọng trở mình của những chú rắn rất mong manh. Công việc dễ trục trặc ở phút cuối cùng, vì thế làm gì cũng không được chủ quan. Mọi thứ cần được tiến hành có trình tự mới đảm bảo kết quả tốt. Ngoài ra, tiến độ công việc có thể bị ngừng trệ do vấp phải những khó khăn mang tính khách quan. Rất có thể, mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ phải đôn đáo, lo liệu công việc mà chưa chắc thu về kết quả xứng đáng. Do đó, mệnh chủ nên tĩnh hơn động để chờ đợi thời cơ thích hợp. Điểm sáng trong thời gian này là bản mệnh vẫn còn khá nhiều cơ hội phát triển về tài lộc nhờ chính tài trợ giúp. Nhưng mệnh chủ đang làm kinh doanh, buôn bán, nếu khéo léo tận dụng tiềm lực sẵn có, vẫn thu lợi, nhuận tốt. Có điều mệnh chủ nên tránh xa các hạng mục đầu tư, mạo hiểm, kẻo trắng tay. Chuyện tình cảm trong những ngày cuối cùng vẫn duy trì được mức bình ổn, nhưng thiếu sự nhiệt tình. Đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia, đồng cảm cho nhau, tránh tình trạng tình cảm rạn nứt. Tuy nhiên, không có nhiều tín hiệu cho thấy mệnh chủ độc thân có cơ hội thoát ế trong thời điểm này nếu vẫn giữ thái độ sừng sững và khóa chặt cánh cửa trái tim như cũ. Tử vi còn cho thấy sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tỵ có dấu hiệu bệnh cũ tái phát như sức đề kháng giảm sút. Mệnh chủ không nên coi thường việc thăm khám sức khỏe định kỳ, bởi nó sẽ giúp mệnh chủ phát hiện nguy cơ bệnh tật sớm, từ đó kịp thời có phương án điều trị. Vậy nên để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma, những kẻ tiểu nhân canh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Tỵ tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới.
Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tỵ để mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Thân. Xem tử vi cuối tháng 4 âm lịch cho thấy do phải đối diện với cục diện tương phá thái tuế trong tháng này, nên vận trình của mệnh chủ tuổi Thân vô cùng ảm đạm, vấp phải nhiều trắc trở, đường thăng tiến bấp bênh, không có dấu hiệu toàn lợi hay gặp may ở thời điểm nào. Khó khăn bùa vây, áp lực tăng cao, đa vậy bản mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân nên mưu sự cẩn trọng. Khi làm việc, mệnh chủ cũng nên dựa vào sức mình là chính, đừng trông chờ vào người khác. Tử vi còn cho thấy, nguyệt lệnh lâm đất tử ở Thân sẽ khiến tâm tính của những chú khỉ có nhiều sự biến động, buồn vui thất thường, sẽ rơi vào tình trạng đa sầu, đa cảm. Vì thế mà ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xã giao. Nếu cư xử không khéo, mệnh chủ vấp phải phiên diễn pha, có kẻ tìm cách nói xấu, hãm hại. Ngoài ra, tài vận thời điểm cuối tháng chưa thực sự khởi sắc như ý muốn, chính tài chính lại, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Tuy không ở mức lương tung thiếu, nhưng các khoản chi phí phát sinh có dấu hiệu tăng lên. Mệnh chủ không có kế hoạch chi tiêu hợp lý ngay từ đầu, e rằng mệnh chủ sẽ phải vay mượn, nợ nần để trang trải. Đường tình cảm thời điểm cuối tháng cũng khiến mệnh chủ tuổi Thân gặp không ít muộn phiền. Do âm sát hung tinh tác động, các cặp đôi đề phòng có kẻ thứ ba trên chân phá hoại hạnh phúc. Giai đoạn bất ổn, đời sống hôn nhân thiếu sự quan tâm, chia sẻ. Đó là nguyên nhân chính khiến vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, tạo cơ hội cho người ngoài xuất hiện ở giữa. Không những vậy, sức khỏe của mệnh chủ tuổi Thân khó có thể đạt trạng thái lý tưởng trong những ngày cuối tháng. Mệnh chủ liên tục căng thẳng đầu óc trong thời gian dài, khiến chất lượng giấc ngủ hay ăn uống đều giảm sút. Mệnh chủ có thể bị sụt cân. Cho nên để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thì thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí có nội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Hợi. Xem tử vi tháng 4 âm lịch của mệnh chủ tuổi Hợi cho thấy vào thời điểm cuối tháng sẽ có hung tinh xung chiếu, nhưng chưa chắc đã toàn điều tiêu cực với bản mệnh. Chỉ cần bản mệnh duy trì được tinh thần lạc quan, luôn nhìn về phía trước thì dù biến động cỡ nào cũng không quá đáng lo ngại. Cụ thể, tử vi nhận thấy tuổi Hợi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện xung thái tuế, công việc có nhiều thay đổi, dịch chuyển, mưu sự chật vật, gặp nhiều nỗ lực hơn. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Thời điểm này tiềm ẩn nhiều hung họa, khẩu thiệt thị phi, cho nên bản mệnh cần hết sức thận trọng ở mọi phương diện. Thế nhưng may mắn chưa hẳn đã bỏ quên tuổi Hợi, mệnh chủ được nguyên lệnh lâm đất đế vượng hỗ trợ, lại thêm các tinh nguyệt mã và thiên vu mang tới nhiều cơ hội khẳng định năng lực. Tuy có vất vả bước đầu nhưng kiên trì theo đuổi vẫn đạt được kết quả khả quan. Đường tài vận của mệnh chủ tuổi Hợi trong thời gian này vô cùng kém, có hiện tượng phá tài, rõ ràng do đại hao hung tinh chiếu mệnh. Cho nên mệnh chủ cần tích lũy làm trọng, chi tiêu cân nhắc hợp lý, tránh lãng phí kẻo rơi vào tình trạng vay mượn do hung tinh gây hao tán tiền của. Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chưa đâu vào đâu. Những mệnh chủ độc thân có thời điểm tưởng chừng đã gặp được người ưng ý, nhưng cuối cùng vẫn cô đơn lẻ bóng khi duyên đến rồi vội vã. Những mệnh chủ tuổi Hợi đã có phát sinh nhiều sự hoài nghi, thậm chí có thể xuất hiện tư tưởng ngoài luồng, tìm kiếm sự an ủi từ người ngoài. Các mệnh chủ cần cẩn thận, đó chính là những kẻ nguy cơ khiến gia đình tan vỡ, đầy xấu. Đồng thời, tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là. Bản mệnh nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục, thể thao, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt, cần tránh làm việc quá sức, gây sức ép cho tinh thần quá thường xuyên, kẻo đổ bệnh.
đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt. Thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Hợi hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập xung quanh, từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiều tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ bản mệnh, tương trợ phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Hợi. Thứ tư, tuổi Mùi. Xem tử vi cuối tháng 4 âm lịch cho thấy mọi thứ của tuổi Mùi đều bình hòa, ổn định. Thời điểm này nguyệt lệnh đi vào đất Mộ nên vận khí đi vào giai đoạn trì trệ, quẩn quanh ở phạm vi hẹp, chưa có bước đột phá nào, thành công chưa được thực hiện, cảm giác bức bối, muốn nhiều thứ lớn lao nhưng lực bất tòng tâm. Thậm chí dù được hai các tinh tả phù hữu bật hỗ trợ, công việc của những chú dê tiến hành thuận lợi, nhưng tiếc là chỉ ở mức độ tạm được, bản mệnh cần phải nỗ lực nhiều hơn và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không ngừng tích lũy, học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức, mở mang đầu óc. Chớ coi thường những thành tựu nho nhỏ, hôm nay bảy tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặt hái được những trái ngọt rực rỡ. Thời điểm này cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để tiến hành những công việc quan trọng, càng nóng vội càng dễ dàng hỏng việc. Người ra tình hình tài chính của mệnh chủ cuối tháng hầu như không có biến động lớn, kinh doanh buôn bán giữ được năng suất như trước đó là tốt lắm rồi. Hãy nhớ làm gì cũng kiên trì, theo đuổi mục tiêu tới cuối cùng để mong gặt hái được thành quả tương xứng. Điểm sáng trong thời gian này là do phương diện tình hình tài chính của tuổi Mùi khá khả quan. Vận đó hoa phơi phới nhưng cần sử dụng một quan hệ tay ba giữa mọi người, chuyện tốt đẹp, đồng thời giới thiệu làm việc gì cũng cần công tư phân minh, nhất là những người trong môi trường công sở càng cần giữ mình, tránh xa sự cám dỗ có thể phá hủy hạnh phúc. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng tuổi Mùi đang ngày càng có xu hướng phai nhạt, cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Tử vi còn cho thấy tình hình sức khỏe của tuổi Mùi vẫn duy trì ở mức ổn định, chỉ cần chú ý cân bằng thời gian làm việc, nghỉ ngơi, đừng tham công tiếp việc thì sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại. Đặc biệt, thầy gia cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Mùi hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Đồng thời với năng lực của tam hợp khí, bản mệnh đã đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành cho khía cạnh của bản mệnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mời theo dõi chương trình, quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.